Dạ và xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Dạ cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ kênh. Cảm ơn bà con. Chúc bà con năm mới nhiều sức khỏe nha. Dạ thuận buồm xuôi gió là bạn phát tài. Chú báo ông đi mà ông cung cung à. Rồi. Và hôm nay mang đến cho cô chú anh chị mình một chiếc ghe tầm khoảng 3 tấn nha. Dạ ngang 1m50, dài 11m. Con này chạy tốc độ nha cô chú anh chị. Hiện tại em thấy cái hình ghe, dáng ghe rất là đẹp. Quay cho bà con mình coi. Chơi cho bà con chơi. Chơi. Rồi, mời cô chú anh chị mình coi ghe luôn. Dạy. Cái con ghe màu cây nè cô chú anh chị. Vào nha, có mùi sẵn luôn, lá qua lăng luôn á cô chú anh chị. Ồ, bẩn nước cũng khá khá cũng á. Mời bà con. Ghe siêu đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Ghe này về làm ghe câu đi tầm khoảng 5-6 người. Ghe chạy tốc độ đi cầu sò hoặc là đi te. Chạy rất là khá nha cô chú anh chị nha. Mặt mũi ác dữ lắm. Này. Đây để em quay thử cái dáng phía sau luôn cho bà con mình coi. Dạ chi tiết kia đây, quá đẹp luôn. Quá xuất sắc. Be liền nha cô chú anh chị. Từ đầu tới đuôi chỉ có một tấm thôi, không cần giá bất cứ một vị trí nào luôn nha bà con nha. Và giá bán nha, em công bố cho bà con mình giá cực kỳ hấp dẫn. Và cho những cô chú anh chị nào cần về sử dụng ghe chạy tốc độ, ghe đẹp như thế này thì liên hệ với em. Đúng chuẩn be liền nha cô chú anh chị. Có bựng nước luôn, liền dữ lắm. Quá đẹp luôn, ghe xuất sắc. VIP. Lên cho bà con mình một con cọp một Tết nữa. Quá đã luôn. Ghe mê nhôm nha bà con nha. Mũi lái nổi nổi cao nước rất đẹp. Rồi mời bà con vào phía bên trong chung với em. Mời bà con. Dạ và đây là phần phía bên trên đây. Dạ ở đây thì phần mũi chỉ có 3 miếng thôi nha cô chú anh chị. 1, 2, 3 miếng dán sạp thôi. Ghe rất là chất. Đảm bảo cô chú anh chị mình xuống đây coi ghe là ok ngay, thích ngay. Dạ đây là phần mũi nè. Khô ráo sạch sẽ nha. Rất đẹp nha bà con. Rất là đã. Đó, tiếp tục là phần phía bên trong. Rất đẹp. Ngang 1m50 dài 11m nha cô chú anh chị nha. Ghe tốc độ. Dây mũi cực kỳ xinh luôn. Quá đẹp. Giá cực kỳ rẻ bà con ơi. Máy 4 luôn nha bà con. Tí nữa làm bằng máy bà con mình coi. Quá chất. Công đà đây. Khô queo luôn. Từng chi tiết. Dán sạp đầy đủ hết nha bà con. Có đầy đủ hết. Nhà dán sạp tầm khoảng 2 tấc mấy 3 tấc không à. Quá đã. Anh kỹ nè, anh sợ trầy ghe anh để 2 miếng mót luôn nè. Khủng khiếp chưa. Dán sạp có hết. Khô rang tới đây luôn nè bà con. Công đà 50 đủ. Quá đẹp. Giá cực kỳ rẻ luôn. Ôi, ôi, quá chịu khô bà con ơi. Dạ và đây là phần máy. Trời ơi máy sạch dữ thật. Kia 27 máy sạch lắm nha cô chú anh chị. Quá xuất sắc. Quá đẹp luôn. Dạ và giá bán hiện tại ảnh đang kêu với giá 45 triệu và dạ, coi ghe thương lượng trực tiếp với ảnh tại Mỹ Tho Tiền Giang nha cô chú anh chị nha. Máy có demo sạc đầy đủ hết, ly hay rảnh luôn, về đi cào đi câu đi chơi đi te. Con này thuộc dạng bà con mình sử dụng những cái gì về tốc độ thì cứ lấy nó nha, giá rất là rẻ, lọc nhớt mới luôn ha anh. Rồi chạy hộp số xanh, hộp số Hà Nội. Dạ lắp 40 tiếp 60 nha cô chú anh chị. Đang đi trên dịch nhiêu vậy anh? Xin dịch 6 tấc 8 nha. Dạ cái này về bà con mình làm những công việc nào về tốc độ và là tải á, là đầy đủ hết. Có đồng hồ báo nhớt luôn nè. Nổ máy cho em cái đi anh. Dạ đề chỉ có một bình thôi nha bà con nha. Rất là đẹp. Con này cam kết của chú anh chị mình. Và bây giờ là clip chạy thử nha cô chú anh chị nha. Để thử xem cái tốc độ cho bà con mình luôn. Tí nữa chú báo sẽ báo lại cái tốc độ cho cô chú anh chị mình. Ghe này anh đi làm ăn đường xa đường dài không, cho nên là đảm bảo cho bà con mình từ cái phần cây cối tới máy móc rất là chuẩn, rất là VIP trên con ghe này nha. Ghe không một miếng nước luôn. Để anh báo anh đưa em ra ngoài bè. Dạ em đứng em sẽ quay cái tốc độ cho bà con mình coi luôn. Hôm nay Tết lên một con ghe đẹp nữa cho bà con. Đó cái này là nãy em dở lên để cho bà con mình thấy cái phần bên trong nó như thế nào á.
sau núi đúng chuẩn nha cô chú anh chị. Honda 50 luôn. Máy êm dữ lắm. Tôm kia em luôn á. Bựng nước thì xài bựng inox. Dạ, và đây là clip chạy thử nha, để chú báo dòng xuống dưới cái rồi dòng lên để test thử cho bà con. Quá im luôn. Trời ơi. Bay không mà cô chú anh chị ơi. Chất lượng luôn nha bà con. Wow. Căng á. Vậy bà con mình làm những gì về tốc độ thì em này là vừa ý nha cô chú anh chị. Máy im quá trời luôn à. Máy im vỏ cứng ghê hồn luôn. Trời ơi, bay không mà cô chú anh chị ơi. Quá chất lượng rồi. Dành cho những cô chú anh chị nào mua về muốn sử dụng tốc độ nha. Ghe 1m50 giờ 11m đi Kia 27 hộp số Hà Nội, chạy dịch 68 nha. Quá cứ chạy rồi. Wow. Bay luôn nha cô chú anh chị. Để tốc độ hồi chú báo sẽ báo với em sẽ báo cho cô chú anh chị mình luôn. Quá vip. Máy đảm bảo cam kết rất êm. Ghe thì cây cối cực kỳ đã luôn. Wow. Quá sướng. Dạ và đây. Rồi giữ cái anh đi luôn giùm em nha. Máy rất là êm nha bà con. Êm nín thở luôn, máy này là sạch sẽ cực kỳ. Rất sạch nha. Quá êm luôn. Hơi hám chuẩn nha bà con. Rất là đã. Máy êm dữ ta. Anh này anh kỹ dữ lắm bà con ơi. Nhìn phần máy móc là nói lên chất lượng chiếc ghe luôn rồi. Có mui bọc thì có sẵn như thế này hết nè. Đẹp dãn cái đi chú không. Con này thì nó sử dụng heo tết cho nên rất là lăn tua nha bà con. Heo tết còn phát triển luôn nha. Đẹp không. Con mình dạ, ai có nhu cầu thì liên hệ. Ở đây là phía sau nè, em ra thẳng phía sau cho bà con mình coi luôn. Bô thì được quấn ama nhăn rồi. Lái qua lăng. Bao sạc. Bao nhớt nằm đây. Tần số. Dạ đây, đây là vị trí phía sau. Phía sau sử dụng nguyên một cái bẩn ni nóc khủng khiếp bà con ơi. Xài bẩn ni nóc luôn nha bà con. Quá đã. Dạ rồi, ai có nhu cầu liên hệ với em qua số điện thoại bên dưới. Coi ghe tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Giá bán thì có 45 triệu thôi. Ngang 1m50, dài 11m. Đi Kia 27 cực kỳ đẹp nha. Ghe đảm bảo cam kết bà con mình rất đẹp luôn. Hẹn gặp lại bà con, dạ xem kênh, bấm vào nút đăng ký bên dưới nha. Bye bye cô chú anh chị. Hẹn gặp lại, tạm biệt ạ.